Sạc pin sạc 80% chỉ trong 5 phút của VinFast có gì đặc biệt? Bằng công nghệ hiện đại nhất thế giới, thời gian sạc ô tô điện sắp tới có thể chỉ tính bằng vài phút. Những chiếc ô tô điện tương lai, với một trong những cái tên đi đầu là VinFast được kỳ vọng sẽ gỡ bỏ lớp rào chắn lớn nhất, giúp người người dùng đến gần phương tiện xanh hơn bao giờ hết. Sạc pin siêu tốc, điện thoại trong 30 giây, ô tô chỉ vài phút. Những tiết lộ mới đây của lãnh đạo VinGroup về những thế hệ pin siêu tốc mà VinFast đang hợp tác với đối tác Stellantis Israel, khiến cộng đồng không khỏi xôn xao. Theo công bố, đây là công nghệ cho phép pin sạc đầy 80% chỉ trong 4 đến 5 phút, nghĩa là chỉ tương đương một lần dừng xe mua cốc cà phê take away. Ở thời điểm hiện tại, VinFast đang là một trong những hãng xe điện đầu tiên trên thế giới hợp tác nghiên cứu sản xuất loại siêu pin này. Theo tìm hiểu, không phải ngẫu nhiên mà Stodot, một cái tên nổi danh toàn cầu trong lĩnh vực năng lượng mới lại mạnh dạn công bố một công nghệ tưởng chừng như bất khả thi. Đây là công trình đã được Stodot theo đuổi từ lâu và lần đầu công bố tại một hội nghị của Microsoft năm 2015 với cơ sở khoa học là tái cấu trúc lại các thành phần trong pin. Hiện tại, pin lithium-ion truyền thống sử dụng graphite than chỉ là một điện cực của pin. Phía trong lõi của pin là các ion lithium di chuyển giữa hai điện cực, làm cơ sở sinh ra dòng điện. Tuy nhiên, giới hạn của công nghệ truyền thống này là khi sạc nhanh, các ion lithium dễ rơi vào cảnh tắc nghẽn, gây hiện tượng đoàn mạch có thể hiểu đơn giản như một chiếc xe phân khối nhỏ, với động cơ đầy chỉ đáp ứng tốc độ tối đa khoảng 100 km/h nhưng bắt chúng phải đi với tốc độ gấp nhiều lần. Bí quyết công nghệ của Stodot là thay hoàn toàn than trì bằng vật liệu khác như hạt nano giúp các ion có thể di chuyển nhanh và dễ dàng hơn, từ đó cho hiệu suất gấp nhiều lần hiện tại. Stodot sau đó đã cho cả thế giới thấy, đây không chỉ là sản phẩm trong phòng thí nghiệm bằng việc chứng minh pin sạc cực nhanh của mình trên điện thoại di động. Một mẫu điện thoại kiểm thử đã được sạc đầy chỉ trong khoảng thời gian khó tin chỉ 30 giây. Ngoài điện thoại, Stodot cũng chứng minh hệ thống pin sạc siêu tốc với máy bay không người lái và xe máy điện, cơ hội mở ra thời đại của xe điện. Công nghệ sạc siêu nhanh, như đánh giá của giáo sư Chao Yang Wang, trung tâm pin và công nghệ lưu trữ năng lượng của Đại học Bang Pennsylvania, Mỹ, sẽ cho phép các hãng ô tô thu hẹp kích thước pin trên xe cũng như loại bỏ nỗi lo về phạm vi hoạt động. Đặc biệt, sự e dè về phạm vi hoạt động vốn được coi là rào cản để người tiêu dùng tiếp cận với những phương tiện xanh như ô tô điện. Bởi vậy, những mẫu xe điện VinFast có thể tiên phong gỡ bỏ nút thắt này khiến cộng đồng người dùng và cả giới chuyên gia mong chờ. Ông Bùi Trọng Hiếu, một chuyên gia công nghệ kỳ cựu, từng nhiều năm làm việc ở Thung lũng Silicon, Mỹ khẳng định, đây là công nghệ mà nhiều hãng ô tô điện đi đầu về công nghệ như Tesla vẫn chưa có. Nhân tố VinFast nếu nhanh chóng biến mọi thứ thành hiện thực trên những mẫu xe made in Việt Nam chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc cách mạng cho thị trường ô tô điện, không chỉ Việt Nam mà có thể là thế giới. Lần đầu tiên những mẫu xe điện sở hữu công nghệ sạc siêu nhanh sẽ cân bằng với xe chạy xăng về sự thuận tiện. Đó sẽ là dấu mốc để thế hệ ô tô của tương lai bùng nổ, ông Hiếu nói. Cách làm của VinFast cũng được vị này đánh giá là thể hiện cam kết mạnh mẽ về những mẫu xe điện tốt nhất cho người dùng, bắt nguồn từ pin, nơi được coi là trái tim của một chiếc xe điện. Ông Hiếu cũng nhắc tới nhiều thông tin trước đó về việc hãng xe Việt đang cùng lúc bắt tay với các đối tác lớn trên thế giới để sản xuất pin LFP hay pin 100% thể rắn. Nếu như LFP được coi là công nghệ đang được nhiều hãng ô tô điện thế giới cùng thèm muốn nhờ giá thành tốt, không sử dụng vật liệu hiếm. An toàn thì pin 100% thể rắn như dưới công nghệ đánh giá là sự lựa chọn của tương lai với dung lượng lớn, tiết kiệm không gian và an toàn. Đây là những bước đi kỳ công, bài bản và có tầm nhìn dài hạn để chuẩn bị trước cho nhiều thế hệ ô tô có hàm lượng công nghệ cao, thực sự lấy người dùng làm trung tâm, ông đánh giá.